là thứ tình cảm rất đặc biệt với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Quang Cương và Hương Quỳnh cùng sinh ra và lớn lên tại thị trấn Thổ Tang, một vùng quê trù phú của huyện Vĩnh Tường. Tuy không học cùng khóa, nhưng ông Tơ bà Nguyệt vẫn xe duyên đưa hai bạn gắn kết với nhau. Quang Cương, chàng trai trẻ mang trong mình nhiều hoài bão, hiện nay đang là người tiếp nối cơ nghiệp của gia đình, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Đạt, là một giám đốc trẻ của công ty chuyên cung cấp xuất khẩu lương thực các loại phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước. Cương luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Quỳnh, cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp, dịu dàng, luôn là đứa con ngoan của gia đình. Câu chuyện tình của Cương và Quỳnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cương, chàng trai si tình đã thầm thương trộm nhớ Quỳnh từ thời gà bông cắp sách tới trường, cho đến khi trưởng thành, bằng tất cả tình yêu, sự chân thành của mình đã chinh phục được cô gái đáng yêu Hương Quỳnh. Sau lần ngỏ lời yêu, cả hai bắt đầu hẹn hò, có những buổi đi chơi lãng mạn. Họ yêu nhau, đến với nhau, ở bên cạnh nhau bằng tình yêu chân thành, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn. Tình yêu của hai bạn như là một đóa hoa nở rộ, tươi sắc. Cương chính là chỗ dựa cho Quỳnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, là nỗi nhớ nhung khi không ở cạnh nhau, là niềm động lực để đạt được các mục đích trong cuộc sống. Ngày tháng dần trôi, tình yêu ngày một lớn, Cương và Quỳnh không thể sống thiếu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Và ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ diễn ra trong sự chờ đợi, chúc phúc của gia đình, bạn bè. Ngày 17 tháng 11 năm 2019, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Quang Cương và Hương Quỳnh. Hôn lễ của cả hai được tổ chức tại tư gia gia đình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu trang trí, sắp xếp, phối hợp với nhà gia phủ được, đến khâu chọn thực đơn, mời cưới. Chúc hai bạn mãi mãi bên nhau, chia sẻ ngọt bùi, yêu thương nhau đến cuối cuộc đời. Oh.